nay xin chào 500 anh em đã quay trở lại với ST Top 1 Khám Phá. Ngày nay, thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng bạn có thừa nhận với mình rằng thể thao sẽ mất đi sự hấp dẫn nếu thiếu vắng đi hình bóng của các chị em phụ nữ. Họ thể hiện sức mạnh thể thao không hề kém cạnh đấng mày râu chút nào. Thế nhưng đôi khi, trong những trận đấu kịch tính, chị em lại có những màn hành động điên rồ khiến cho người hâm mộ choáng váng. Nếu bạn đã từng bỏ lỡ những khoảnh khắc hài hước đó, thì hãy cùng với chúng mình khám phá 20 khoảnh khắc điên rồ hài hước của chị em trong thể thao mà camera vô tình ghi lại nhé. Nào, hãy bắt đầu ngay thôi nào! Đầu tiên, bóng rổ. Trong trận đấu bóng rổ nữ, có lẽ cô nàng vận động viên này đã có một phút nhầm lẫn tưởng rằng mình đang chơi bóng đá. Chính vì thế cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Thứ hai, khó tin. Biểu cảm xúc động khi biết mình đoạt giải ba trong cuộc thi bơi của cô nàng vận động viên này đã khiến cho khán giả không khỏi bàng hoàng. Ai ngờ mình lại bơi nhanh như thế cơ chứ. Thứ ba, quần vợt. Phải chăng tư tưởng của cô ấy đang trèo ngược cành cây khiến cho cô ấy lĩnh ngay một cú bóng đập vào mặt, ngã ngửa thốn như thế này cơ chứ. Thứ tư, trọng tài. Chẳng hiểu sao khi bị cô vận động viên vô tình chạm tay vào người mà anh trọng tài lại có phản ứng dữ dội thế này cơ chứ. Có bạn nào biết nguyên nhân, lý giải giúp mình với nhé. Thứ năm, động lực. Có anh em nào mà ngại tập tạ thì hãy học theo cách của cô nàng này nhé. Bạn nghĩ sao về ý tưởng này? Thứ sáu, biểu cảm. Cô nàng này đã khiến tất cả người hâm mộ choáng váng, không phải vì phần thi đấu mà là bởi vì biểu cảm cực kỳ hài hước của cô ấy. Thay vì cô dồn sức vào tay, cô ấy lại dồn sức vào la hét bạn ạ. Thứ bảy, ăn mừng chiến thắng. Có nhiều cách để ăn mừng chiến thắng, nhưng cô nàng võ sĩ Nhật Bản này đã khiến cả thế giới bất ngờ khi cô ấy cõng luôn huấn luyện viên của mình chạy quanh sân. Ai bảo con gái điệu yếu đào tơ thì hãy nhìn lại đi bạn nhé. Thứ 8, bỏ lỡ. Cô nàng Serena Williams đã bỏ lỡ một điều nằm trong tầm tay một cách thực sự đáng tiếc. Nhìn phản ứng của cô nàng cũng có thể thấy cô ấy tiếc nuối đến thế nào. Thứ 9, bóng rổ. Đôi khi mọi thứ không hề diễn ra theo cách mà bạn muốn. Như cô nàng này đây, chẳng ai ngờ cô lại trượt chân đúng giây phút quan trọng như thế. Thứ 10, tranh bóng. Trước sự kèm cặp gắt gao của đối thủ trước mặt, cô nàng này bất ngờ nhấc bổng đối thủ vác lên vai, khiến cho người hâm mộ ngỡ ngàng. Thế mới biết, sức mạnh của chị em không phải dạng vừa đâu bạn nhé. 11. Ăn mừng. Sau khi đội nhà giành được điểm, các cô nàng này đã chia vui với đồng đội bằng một hành động cực dị khi các cô ấy thể hiện như đang đua xe đạp. Có bạn nào hiểu ý nghĩa thì comment giải thích giúp mình với nhé. 12. Tranh bóng. Đừng tưởng chỉ có anh em mới có những pha tranh cướp bóng lôi quần đâu nhé. Các chị em cũng không kém phần hoành tráng với pha lôi quần tranh bóng đi vào lịch sử này. 13. Ghi bàn. Bạn đã bao giờ chứng kiến pha ghi bàn bằng mông cực dị thế này chưa? Cô ấy ngã rồi mà chẳng hiểu sao, vẫn dùng mông đánh bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng. 14. Cứu thua. Cô nàng số 21 này đã có pha cứu một bàn thua đi vào lịch sử thế giới. Khi cô lao người phá bóng ngay trước vạch vôi, chị em mình đá bóng chẳng kém đấng mày râu chút nào đâu nhé. 15. Huy chương vàng. Không phải lúc nào huy chương vàng cũng tốt đầu bạn nhé. Có đôi lúc nó mang lại cho bạn những rắc rối không ngờ như thế này đây. 16. Nổi cáu. Sau khi nhận được thẻ vàng, cô nàng này đã có pha phản ứng cực kỳ nóng giận, khiến cô phải ăn ngay thẻ đỏ ra sân. Thế mới biết, lúc tức giận con gái không ngán gì đâu bạn nhé. 17. Giật tóc. Trong pha tranh bóng thất bại, cô nàng số 25 đã chơi bài giật tóc để cản phá đối thủ. Một pha phạm lỗi mà chỉ có chị em mới có, chứ anh em muốn cũng không được đâu bạn nhé. 18. Nhảy sao. Cô nàng người Thụy Điển này không ngờ chiếc sao của mình lại gãy đôi thời điểm quan trọng nhất. Phải chăng do ham hàng giả nên là cô nàng đã mua phải hàng fake đầy các bạn nhỉ? 19. Phản lưới nhà. Cô nàng cầu thủ này có pha phản lưới nhà một cách không thể ngờ. Khi mà cô ấy chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng thành một tội đồ mà không hiểu vì sao. Thật là tội nghiệp cho cô nàng số nhỏ. 20. Bắn cung. Cô nàng bắn cung người Nhật này đã khiến cả thế giới bàng hoàng khi cô đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các lần bắn của mình. Đúng là con nhà người ta vừa đẹp lại vừa xinh đây mà. 21. Đối thủ. Cô nàng vận động viên này không thể ngờ lại phải đối mặt với một đối thủ bốn chân đáng gờm thế này khi mà chú chó gặp luôn quả bóng chạy quanh sân. 22. Đánh bia. Tưởng là một trò chơi của nam giới, thế nhưng các anh chàng hãy nhìn pha đánh hoàn hảo của cô nàng này đi. Phải yếu không hề kém cạnh các anh chàng đâu nhé. 23. Dứt điểm. Nhận được bóng trước khung thành trống mà có đến 3 cầu thủ cùng đội lao lên, nhưng vì mải tranh công các cô nàng đã bỏ lỡ mất bàn thắng một cách đầy đáng tiếc, khiến cả thế giới ngỡ ngàng. 24. Sút bóng. Chẳng hiểu cả khung thành rộng thế kia mà cô ấy không sút, lại sút trúng ngay đầu của anh chàng bạn thế này cơ chứ. Theo bạn, pha này của cô ấy là do tài năng hay là do may mắn? 25. Nhảy cao. Chẳng hiểu sao suốt ngày nhìn thấy chiếc sào rồi mà đúng lúc thi đấu cô ấy lại sợ nó mà chui tọt xuống thảm như thế này cơ chứ. Có bạn nào biết nguyên nhân, comment lý giải giúp mình với nhé. Hy vọng video đã mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái để bắt đầu một ngày mới vui vẻ hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của mình cho đến giây phút cuối cùng. Đừng quên đăng ký bật chuông thông báo của bạn để xem nhiều video tuyệt vời hơn từ chúng mình nhé. Bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!